18 giờ tối nay, đội tuyển Việt Nam sẽ gặp Indonesia trong trận chung kết AFF Cup Đông Nam Á. Phải nói đây là giải đấu mà chúng ta thấy thiệt có một giải đấu tuyệt vời với huấn luyện viên Sutkozy. chúng ta có hai trận thắng rất là ngoại mục đó là trận thắng Thái Lan với tỷ số 3-2 để đứng đầu vòng bảng và sau đó là chúng ta và Úc chúng ta thắng 5 Bốn, một trong những trận đấu kịch tính và hấp dẫn có nghĩa rằng là ở hiệp một chúng ta đã bị dẫn không hai với một đội tuyển úc là thể hình thể lực tốt và thi đấu cực kỳ quyết liệt. Tuy nhiên chúng ta đã có sự vượt lên qua Ba3 và sau đó là có hai hiệp phụ 10 phút và chúng ta giành thắng lợi với tỷ số là 5-4. Và chúng ta sẽ gặp đối thủ duyên nợ đó là Indonesia. Phải nói là bóng đá Busan thì khác bóng đá là ở ngoài trời. Chúng ta áp đảo bóng đá Indonesia từ năm 2009 cho đến 2017 với 6 trận thì trong đó là có 5 trận thắng Mộng hòa bắt đầu từ 2017 đến nay thì chúng ta mới à, mà, mới thua ở Indo và nếu tính chung trong 10 trận đấu thì chúng ta giành thắng lợi 5 trận và thua 4 trận và một trận thì hòa tuy nhiên có thể nói rằng giải đấu năm nay Indonesia đem đến một đội hình trẻ trung và thi đấu cực kỳ hay à, thể hiện là trận đấu với, gặp Thái Lan ở bán kết là Indonesia dễ dàng giành thắng lợi với tỷ số là 5-1, một tỷ số kinh hoàng. dù rằng đội bóng thứ chùa vàng cũng thi đấu tốt, tuy nhiên là không à, kết thúc được và giành thắng lợi. Và kể cả trận đấu với Úc thì Indonesia cũng thể hiện một bộ mạc lắng lướt thì giành thắng lợi dễ dàng với tỷ số 3-1. Đây có thể nói là à, một trong những trận đấu hai giữa đoàn quân trẻ của huấn luyện viên Sukuji và đoàn quân trẻ của Indonesia xứ vạn đảo để tranh chấp. Thì chúng ta nhìn lại quá khứ thì phải nói là trong những năm qua thì bóng đá phú san của việt nam và thái lan đã vương tầm thế giới đã hai lần dự quân gấp trong ba lần gần nhất tuy nhiên thì bóng đá indonesia không được như vậy nhưng mà trong những năm gần đây thì phú san indo rất phát triển